Trời ơi, iPhone nóng bỏng mới tinh ở trên sân khấu đang chờ đợi winner ở đâu nhỉ? Vậy thì cái này không có tên, không có tuổi thì sao ạ? Không, không được, đã giao rồi thưa quý vị. Như Duyên đã giao thời lệ ngay từ đầu thưa quý vị, là có nhiều người mua, có một số họ không đi thì họ để tên và số phone đằng sau đây, và một số thì họ nói là thôi ủng hộ cho nhà thờ, họ cũng không ghi. Và bên sau thưa quý vị không có tên và số phone, nhưng mà chúng tôi sẽ giữ lại ở, con mời, xin mời cha giữ, xin mời cha, cha sẽ giữ lại ở văn phòng để nếu xin mà trong vòng 10 ngày ai đó trúng thì liên lạc với cha văn phòng. Và xin đọc lại là số giải nhất là 3 4 8 1 8 8. Once again, I want to announce that the first prize special for tonight for the winner who received the iPhone. Wow! Congratulations! I think we might have the winner here. All right. Yeah. All right. Big applause. Let's Father, see. Father, come check the number, Father. All right, let's check back now. Can you have come down this way? Wow! Congratulations! There you go, ladies and gentlemen. We might get the winner here. Yes. It is. It matching number. The lucky one who winning the iPhone 11 for tonight. À vâng, cha xứ đã check và Dương cũng check lại là vâng, đúng là matching number. Và congratulations, chúc mừng. All right, here you go. And what's your name? Excuse me? Me is the winner for tonight, for iPhone 11. Okay, are you missing anything, Nhi? I'm too nervous right now. You didn't know? You didn't know what you're missing? Oh, no. You sure? Maybe. She didn't even know what she was missing. Alright. Actually, you just win an iPhone 11. Can you check and see if your phone is still around? She lost her phone and she didn't even know. And I'm a good pocket. cho phép em được hỏi là chị có boyfriend chưa? Wow, okay, chị còn trẻ xinh đẹp, chưa có boyfriend, có là đang độc thân tại chỗ. Yeah, Ni rất là may mắn, tại vì cái chiếc phone này á là Ni sẽ lấy để làm gì? Text với. Okay, texting. Vậy từ nay chị có muốn có boyfriend sớm không? Maybe. Vậy thì iPhone này là một cái phương tiện help chị rất là nhiều. All right, Henny, congratulations to you. It's a winner for tonight, ladies and gentlemen. All right, here you go. Thank you very much.